Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh đang trên đường đi Đồng Nai về Long Khánh. Khanh bàn giao chiếc xe Volvo XC60. Thì Volvo XC60 là một trong những chiếc xe bán chạy nhất của nhà Volvo. Và xe hiện tại đang có chương trình ưu đãi trong tháng 9 năm 2023. Đó là giảm 100% thuế trước bạ dành cho model 2023 nhưng có năm sản xuất 2022. Thì hiện tại Khanh đang di chuyển trên cao tốc Long Thành - Dầu Dây với vận tốc là 120 km/h, và Khanh luôn chia sẻ với tất cả quý anh chị cô chú đó là khi chạy xe Volvo đừng quên một tính năng cực kỳ hữu ích, đó là Pilot Assist. Pilot Assist chỉ cần một cái nút bấm trên vô lăng là lúc này thì quý anh chị đã có thể kích hoạt nó rồi. Và Khanh đang đặt ở vận tốc 120 km/h với khoảng cách so với xe phía trước là 5 giây va chạm, thì nó sẽ tự động giữ làn đường, luôn luôn giữ làn đường. Chúng ta có thể buông tay ra để có thể là lơ là một tí, là cầm điện thoại rồi uống một chai nước ngọt, uống một ly cà phê, hút một điếu thuốc mà không phải lo lắng về việc là có xe tạt đầu, chúng ta đi lệch làn và vào cua chúng ta không đánh lái được, bởi vì hệ thống nó sẽ giữ làn cho quý anh chị, luôn luôn giữ giữa làn đường. Và khi mà chạy ở vận tốc 120 km/h mà xe phía trước của chúng ta chạy chậm hơn thì xe của chúng ta vẫn chạy giữ khoảng cách và chậm hơn xe phía trước. Còn quý anh chị muốn nhanh hơn thì chúng ta sẽ chủ động xi nhan trái, xi nhan phải và chúng ta qua làn khác và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Đó. Đây. Và khi mà vào cua cong giống như cái đường phía trước thì vô lăng của chúng ta nó sẽ tự động đánh lái luôn. Đây, quý anh chị có thể quan sát trong video này, vô lăng nó sẽ tự động đánh lái khi mà vào một cái đường cong. Đây là phía trước của chúng ta, nó là một đường cong, thì vô lăng nó sẽ tự động đánh lái ở vận tốc 120 km/h luôn. Đây là một tính năng cực kỳ an toàn mà Khanh khuyên quý anh chị cô chú nên sử dụng, kể cả không đi trên cao tốc, chúng ta đi một cái đường lạ thì với cái hệ thống radar này nó sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh những cái chiếc xe từ trong hẻm băng ra bất ngờ, cực kỳ an toàn nha. Rồi bây giờ Khanh sẽ mời quý anh chị theo dõi Khanh cái quy trình giao xe, hướng dẫn sử dụng của chiếc Volvo XC60 tại Đồng Nai nha. Kế đó trong giao diện chính thì chữ Car Status này thì nó sẽ báo hiện trạng của giỏ xe. Thì hiện trạng của giỏ xe giống như xe Khanh đang đi là một bánh đang mềm, thì nó sẽ báo vào vị trí này. Sau khi kiểm tra xong bánh xe mà không có đinh thì chúng ta bổ sung hoặc là chúng ta xì bớt, bởi vì áp suất lốp của xe Volvo sẽ được tính theo vòng quay của bánh xe. Đôi khi quý anh chị chạy áp suất nở ra, căng ra thì cái vòng quay của nó to hơn, bán kính nó sẽ to hơn, vòng quay nó sẽ ít lại, nó cũng báo là áp suất lốp. Nếu bánh xe của chúng ta mềm, vòng quay nhiều hơn thì nó cũng sẽ báo là áp suất lốp. Thì khi mà nó báo áp suất lốp, quý anh chị muốn biết chính xác vỏ xe của mình có bị đinh hay không thì chúng ta có thể xuống kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong mà không thể đinh thì chúng ta sẽ bấm chữ Stop Repsol Confirm để cho nó cân bằng lại. Thì sau khi bấm xong thì nó sẽ cân bằng lại thôi. Chúng ta bấm Home về. Ở đây thì nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và điện thoại. Ở trên đây thì nó sẽ có Radio và Bluetooth. Cái đó là Air Quality, là nó sẽ kiểm soát chất lượng không khí trong xe. Thì chúng ta phải bật cái định vị lên để cho nó đo cái Outside Quality, Outside Air Quality. Nó sẽ kiểm soát bên ngoài và bên trong để đưa ra một cái tiêu chí lọc tốt nhất. Ở trong giao diện ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ vô cái phần app. Đây là cái phần camera 360 độ. Thì quý anh chị lưu ý giúp giùm Khanh, trong camera 360 độ nếu chúng ta hở bất kỳ một cánh cửa nào thì nó sẽ tối phần bên trái hoặc là tối phần bên phải. Trong phần camera 360 độ, nếu quý anh chị muốn coi ở vị trí nào thì chúng ta bấm camera vào phần đó và sau đó chúng ta sẽ bấm vào 360 độ lại. Và đây là những cái viền. Những cái viền này nó cho phép xe của quý anh chị có thể ra vô hoặc là chúng ta đậu xe mở cốp lên không bị vướng.
chúng ta có thể đứng được bằng những cái viền. Đây, chúng ta sẽ để những cái viền này ở ngay lòng lề đường và giữa khoảng cách giữa chiếc xe phía trước, giữa khoảng cách xe phía sau, giữa khoảng cách giữa cái lề. Quý anh chị không được để cái phần này vào cấn lên lề thì nó sẽ gây ra hiện tượng là chầy mâm xe của quý anh chị. Rồi, ở đây nó sẽ có hai cái cảm biến, đó là parking sensor là 6 cảm biến trước. 6 cảm biến trước là ở vị trí này. Đây là 6 cảm biến trước: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cảm biến trước, và ở sau nó cũng có 6 cảm biến sau. Sáu cảm biến trước và sáu cảm biến sau nó sẽ làm nhiệm vụ đo khoảng cách giữa đầu xe, đuôi xe, hông xe với những vật cản xung quanh để chúng ta có thể biết điều chỉnh chúng ta dừng lại. Cái này quý anh chị nên để. Kế đó, rear auto brake. Rear auto brake là hệ thống tự phanh của Volvo khi quý anh chị gặp vật cản bằng cách phát ra tín hiệu radar, và nó sẽ đo cho chiếc xe của chúng ta với vật cản bằng những cái tín hiệu radar. Cái tín hiệu này phát ra mạnh hay nhẹ tùy theo vận tốc của quý anh chị . Đó là lý do tại sao khi mà quý anh chị xe Volvo, quý anh chị nên chậm, để khi hệ thống radar này phát hiện vật cản nó phanh thì nó phanh nhẹ thôi. Còn nếu quý anh chị tốc độ nhanh, nó gặp vật cản là nó sẽ phanh dứt khoát. Mà khi nó phanh dứt khoát thì cả xe quý anh chị đều giật mình. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh điều này. Trong trường hợp quý anh chị không thích thì chúng ta có thể tắt đi bằng cách turn off nó. Chúng ta mở lại bằng cách bấm vào turn off. Rồi, lần sau khi tắt máy, tự động nó cũng sẽ bật lại, chứ nó không cho quý anh chị tắt luôn. Bởi vì Volvo hiểu rằng là khi nào quý anh chị cần thì nó sẽ không có nếu quý anh chị cố tình tắt. Rồi. Kế đó là làm mát lưng ghế. Thì chúng ta sẽ có các nấc làm mát lưng ghế, 3 nấc. Ở phía trên là sấy lưng ghế, ở bên đây là cho ghế phụ. Đây, ghế phụ. Và làm mát này nó sẽ là hút, là hút hút vào nha. Gió nó hút chứ không có thổi ở phía sau ra, hoặc là thổi ở dưới lên, mà nó sẽ hút vào. Để kiểm tra việc hút vào thì quý anh chị cứ để tờ giấy này. Đó, nó sẽ hút giữ tờ giấy này luôn. Còn Khanh tắt thì tự động cái tờ giấy nó sẽ rớt xuống. Đây, tự động tờ giấy nó sẽ rớt xuống. Rồi. Ở phần này là điều khiển máy lạnh. Điều khiển máy lạnh thì quý anh chị lấy gió trong. Lấy gió trong thì chúng ta sẽ bấm retreat. Đó, chúng ta sẽ lấy gió trong. Chúng ta sấy mặt gương thì chúng ta bấm vào vị trí này. Và nút này sẽ tương đương với việc nút rear ở phía trên. Đây, Khanh bấm này. Rear nó tắt mở nè. Rồi, ở đây là hướng gió ngay chân ngay người. Đó. Tùy theo quý anh chị lựa chọn. Và chúng ta điều chỉnh tốc độ gió. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái máy lạnh. Đây. Và xe của chúng ta là điều hòa 4 vùng độc lập. Thành ra là khi mà quý anh chị bấm vào đây thì các nhiệt độ của nó sẽ thay đổi độc lập với nhau, không phụ thuộc vào nhau. Chúng ta có thể điều chỉnh máy lạnh cho hàng ghế sau. Đây là nhiệt độ cho hàng ghế sau. Nhiệt độ cho hàng ghế sau, tốc độ, nhiệt độ nè. Đó. Điều hòa 4 vùng độc lập nha. Rồi, ở đây là chế độ đầu xe và chúng ta sẽ điều khiển thông qua phần mềm. Ở cái phần bánh răng này, quý anh chị lưu ý giúp giùm Khanh. Chúng ta sẽ quan sát hai mục, đó là driving và control. Ở driving, xe SC60, S90, V60 thì nó sẽ có một cái mode, đó là mode off-road. Mode off-road này khi mà quý anh chị tích vào thì nó chỉ cho phép quý anh chị chạy maximum là 40 km/h, không chạy hơn, và đạp thốc ga cỡ nào đi nữa cũng chỉ 40 km/h. Mode off-road này nếu ngày thường quý anh chị không dùng thì chúng ta sẽ ứng dụng vào một trường hợp nữa, đó là đi xuống dốc. Nếu quý anh chị không tự tin với chân ga của mình thì chúng ta có thể chuyển qua cái mode off-road này để chúng ta đi xuống dốc, xuống đèo, chúng ta sẽ kiểm soát xe tốt hơn. Còn sau khi xong thì chúng ta sẽ tắt nó đi để chúng ta có thể chạy hơn tốc độ 40 km/h. Kế đó là Pilot Assist thì Khanh đang tích lên. Pilot Assist là khi mà quý anh chị dùng thì chúng ta bấm vào cái nút này, nó sẽ hiện ra cái hình vô lăng ở dưới đây. Nếu nó là màu cam thì nó đã kích hoạt Pilot Assist. Còn nếu mà nó không hiện gì hoặc là nó mờ mờ giống như vậy thì chế độ Pilot Assist này sẽ không hoạt động. Pilot Assist là một chế độ bám đuôi giữ làn đường, giữ khoảng cách so với xe phía trước, và nó
ở một cấp độ giúp cho quý anh chị có thể hiểu là lái bán tự động là khi vào cua chúng ta xài cái chế độ Pilot Assist này, vào cua vô làn nó đánh lái trái, đánh lái phải luôn cho quý anh chị. Đánh lái khác với giữ làn đường, đánh lái này là nó đánh lái cong luôn, giúp cho quý anh chị lái xe an toàn hơn trong trường hợp chúng ta đang lái xe, chúng ta cần phải trả lời một cuộc gọi bằng cách là chúng ta cầm điện thoại, thì chúng ta nên bấm vào cái chế độ Pilot Assist này để thứ nhất nó giữ khoảng cách so với xe phía trước, giữ làn đường và nó tự phanh so với xe phía trước, và đánh lái khi vào cua sẽ giúp cho quý anh chị an toàn. Cái chế độ kế tiếp đó là Lane Keep, đó là giữ làn đường, chúng ta nên bật lên Ready Drive Notification là giúp cho quý anh chị nhắc nhở quý anh chị lái xe khi mà chúng ta đậu đèn đỏ thì chúng ta quên chạy, nếu đèn xanh thì nó sẽ nhắc cho chúng ta xe phía trước chạy rồi. Lane Keep là chế độ giữ làn, thì quý anh chị có thể tắt mở chế độ này. Đây, quý anh chị coi nè, đó, tắt mở nè. Đó. Thì chế độ này nó sẽ hoạt động ở vận tốc 60 km/h. Thì mặc định cái chế độ này nó sẽ hoạt động nếu quý anh chị không có dấu hiệu xi nhan trái, xi nhan phải thì nó sẽ hơi gị lại vô lăng. Để hiểu rằng là quý anh chị sẽ không bị buồn ngủ. Thật ra thì nó là một tính năng chống buồn ngủ để giúp cho quý anh chị không phải quên. Nó không phải là hệ thống đánh lái tự động nha. Đó, Khanh nói chia sẻ rất là rõ. Cái Pilot Assist này nó có thể hoạt động ở vận tốc chỉ 30 km/h, nhưng Lane Keep tức là hệ thống giữ làn đường thì phải hoạt động ở vận tốc 60 km/h. Hai cái tính năng này hoàn toàn khác nhau. Rồi, nếu quý anh chị thích cái vô lăng nó nặng hơn một tí thì chúng ta có thể tích lên đây Trailing Fair Film. Cái mục kế tiếp là Control. Control thì Head Frost thì chúng ta sẽ gặp lưng ghế ở phía sau. Đây, bấm gặp lưng ghế. Đó. Được, để chúng ta tăng thêm tầm nhìn. Còn nếu quý anh chị muốn thay gạt mưa thì chúng ta bấm tích vào đây thì gạt mưa nó sẽ dựng lên để chúng ta có thể thay gạt mưa. Rồi, Mirror Tie When Reverse thì khi quý anh chị tích vào đây thì gương hậu chúng ta hai bên nó sẽ tự động lật xuống và soi ngay vị trí bánh xe ở phía sau. Còn đối với Khanh, Khanh không thích tính năng này bởi vì xe đã có hệ thống camera 360 độ và khi nó lật xuống cái phần gương hậu soi xuống bánh xe thì quý anh chị sẽ không ve được ở một cái đoạn đường xa. Tùy theo cảm nhận, tùy theo sở thích từng người mà sử dụng, Khanh thì Khanh không thích tính năng này. Mirror When Locked, Forward Mirror When Locked có nghĩa là khi mà tích vào đây thì quý anh chị lock cửa lại thì cái gương hậu của quý anh chị nó sẽ tự động xếp lại. Mirror Auto Dimming có nghĩa là gương hậu của quý anh chị nó là gương hậu chống chói điện, và chống chói này Khanh đang bật lên thì nó sẽ chống chói gương ngoài và gương trong xe và gương bên trái luôn. Thì khi mà đi ban đêm chúng ta bị xe phía sau pha đèn thì nó sẽ tự động tối cái gương lại, chúng ta không bị chói mắt. Just Passenger Seat, khi mà quý anh chị tích vào đây thì Khanh điều chỉnh cái ghế của Khanh chạy lên chạy xuống thì cái ghế phụ sẽ chạy lên chạy xuống. Điều này có nghĩa là gì? Ở châu Âu, trẻ em, phụ nữ, người già, sau đó tới chó, tới mèo, sau đó mới tới đàn ông, thì thể hiện tính ga lăng của một người đàn ông châu Âu thì họ đưa tính năng này vào để chúng ta không cần phải mất công đi vòng qua và điều chỉnh ghế cho phụ nữ, trẻ em, người già. Chúng ta chỉ cần ngồi ngay vị trí này và chúng ta tích lên Just Passenger Seat, sau đó tự động 2 giây sau thì nó sẽ tự động tắt đi, quý anh chị không cần phải nhớ tắt nó. Ở đây là sạc không dây, ở đây là giảm cái những cái cảnh báo trong xe, ở đây là cái phản ứng bằng đèn khi mà quý anh chị bấm lock cửa và mở lock cửa bằng cách là nó sẽ nhá cái đèn bút thoa và đèn phía sau lên. Cái này là cho phép quý anh chị mở cửa bằng một cánh, hoặc là khi mà mở cửa là tất cả các cánh nhả ra. Tất cả các tay nắm cửa của xe Volvo đều cho phép chúng ta mở được từng vị trí, 4 vị trí luôn. Thì khi mà chúng ta muốn mở đứng ở vị trí nào và chỉ mở ở ngay cửa đó thôi, các cửa sau vẫn lock thì chúng ta để once. Còn nếu mà quý anh chị muốn mở một cánh cửa và ba cánh cửa kia mở luôn thì chúng ta để on. Tự động đóng cửa sổ trời, Khanh đang tích lên bởi vì tự động đóng cái rèm này nè,
Thì khi mà cái rèm này nó đóng lại thì cái cửa sổ trời nó cũng đóng luôn, trong trường hợp quý anh chị quên. Thì để nó đóng được thì nó sẽ có một cái điều kiện hoạt động là ở nước ngoài đầu chiếc xe ngoài nắng nhiệt độ khoảng tầm 35 độ thì nó sẽ đóng tự động đóng cửa sổ trời lại nếu quý anh chị quên. Cái này là lóc cửa khi chạy. Còn cái hiển thị tiêu hao nhiên liệu thì quý anh chị có thể là tích lên, là khả năng để chế độ manual hoặc là auto hoặc là none tùy theo quý anh chị. Thì nếu mà quý anh chị để manual thì nó đây, đây là chế độ auto, none tắt. Đó, nó sẽ hiện ra vị trí này. Rồi, hiển thị kính lái thì Khanh đang muốn xài hiển thị kính lái thì Khanh đang để đây, đây là hiển thị kính lái, đây số 0. À, chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là đây. Quý anh chị thấy không? Rồi, hình ổ vuông đó. Đó. Thì Khanh bấm vào chỗ vị trí này. Là adjust thì cái hình ổ vuông nó sẽ hiện lên và chúng ta sẽ dùng vị trí lên xuống để chúng ta điều chỉnh. Rồi trái phải thì là nó xoay. Ở phần dưới là hệ thống đèn trong nội thất thôi. Ở đây thì nó sẽ có thêm, Khanh mở rộng thêm cho quý anh chị là profile. Thì trong profile này thì nó sẽ kết nối cái chìa khóa của quý anh chị. Đây, chìa khóa với cái profile. Rồi, cái này kết nối với Volvo Car App. Rồi, này là account để điều khiển các chiếc xe. Rồi, account này quý anh chị nên tích lên nha. Đó, tích lên on để đồng bộ với nhau. Rồi, đối với chìa khóa master là chìa khóa màu đen, nó sẽ có thêm một tính năng đó là speed limit, có nghĩa là giới hạn tốc độ cho người dùng chìa khóa màu cam. À, nếu quý anh chị cho mượn thì chúng ta sẽ giới hạn tốc độ. Còn screen lock tức là chúng ta đặt password cho cái màn hình này để cho cái người mượn xe chúng ta không có phải điều khiển vào cái sâu bên trong. Remacy thì location tức là định vị, chúng ta bật cái định vị lên để chúng ta có thể điều khiển cái chiếc xe thông qua ứng dụng Volvo Car App. Volvo Remacy đây, setting thì quý anh chị nhớ tích lên đây giúp giùm Khanh. Tích lên Volvo Car App này, on lên. On lên thì cái phần mềm Volvo Car App nó mới điều khiển được cái chiếc xe của quý anh chị. Rồi, một cái nữa đó là system. Thì quý anh chị vào software update thì chúng ta phải bật cái chế độ automatic software update bật lên để khi mà có phần mềm mới tự động nó sẽ download về. Và quý anh chị lưu ý chúng ta chỉ cài phần mềm ở ban đêm, không cài ban ngày. Tại vì khi mà nó cài phần mềm thì xe của chúng ta không vào được. Đã lóc cửa cài phần mềm thì nó sẽ mất nửa tiếng đến một tiếng và xe của chúng ta không vào bên trong được. Đó, đó là lý do tại sao mà Khanh khuyên quý anh chị nên cài vào ban đêm. Còn quý anh chị không thích thì chúng ta có thể tắt đi. Cái này do sở thích từng người thôi. Rồi, đây là những cái cơ bản trong phần màn hình trung tâm mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị. Trong cái phần vô lăng, thì đây là cụm điều khiển ga tự động. Thì chúng ta bấm vào ga tự động, mở ga tự động, tắt mở ga tự động, hoặc là chúng ta nhấp phanh. Đó. Ở đây là khi mà đã set tốc độ ga tự động rồi, quý anh chị có muốn tăng thêm thì chúng ta sẽ bấm dấu cộng. Và mỗi lần bấm dấu cộng thì nó sẽ tăng 5 km/h. Bấm dấu trừ thì nó sẽ giảm 5 km/h. Ở đây là vị trí tăng và tăng giảm khoảng cách so với xe phía trước. Thì đối với Volvo cho phép quý anh chị giữ khoảng cách với xe phía trước bằng 5 cấp độ. 5 cấp độ này nó sẽ tương đương với lại 5 giây va chạm. Chính vì vậy, ở tốc độ càng cao thì khoảng cách của quý anh chị so với xe phía trước cùng một vị trí nó sẽ càng xa. Tại vì nó sẽ tính toán khoảng cách theo tốc độ. Volvo là một trong những chiếc xe thông minh về hệ thống an toàn. Thành ra là cái khoảng cách giữ xe phía trước nó sẽ linh động và biến thiên theo tốc độ, chứ nó không cố định giống như những chiếc xe khác. Những chiếc xe khác thì nó sẽ đặt cái khoảng cách này theo một khoảng cách cố định. Thì làm như vậy thì rất là dễ, nhưng nếu quý anh chị chạy càng nhanh thì nó lại không an toàn, không hiệu quả. Còn nếu quý anh chị chạy chậm thì nó lại giữ khoảng cách đôi khi quá xa. Cụm bên trái, cụm bên phải, đây là cụm điều khiển âm thanh. Chúng ta mở volume lớn nhỏ qua bài, nó sẽ tương đương với vị trí này. Đây, volume lớn nhỏ qua bài trái phải. Rồi, phần bên đây là cụm đèn. Đèn thì Khanh khuyên quý anh chị nên để auto, nó sẽ tự động tắt mở. Và chúng ta lắc lên nữa thì trong đây nó sẽ ra cái dấu màu trắng. Thì cái dấu màu trắng này nó sẽ
giúp cho quý anh chị tự động pha cost. Nếu ở phía trước đầu xe không có vật cản thì nó sẽ pha. Nếu phía trước đầu xe có vật cản thì nó sẽ chuyển qua cost. Thì chúng ta lắc cái nữa thì nó sẽ tắt, nó chỉ còn chế độ tự động tắt mở thôi. Chúng ta muốn mở đèn định vị thì chúng ta sẽ chuyển vào đây là đèn định vị. Đèn định vị là đầu xe nó sẽ sáng hai cái đèn bú tho và đuôi xe nó sẽ sáng hai cái đèn viền. Còn hàng ngày đi chúng ta sẽ mở chế độ auto để tự động tắt mở. Quý anh chị muốn mở đèn cản trước thì chúng ta bấm vào đây, mở đèn cản sau chúng ta bấm vào phía dưới. Đây là nút chứ không phải là biểu tượng. Đây, Khanh bấm đèn cản trước nè, đèn cản sau nè. Rồi, ở bên đây là hệ thống gạt mưa. Thì để xài gạt mưa tự động, quý anh chị bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên cái dấu gạt mưa tự động. Ở đây là chỉnh độ nhạy, chúng ta nên để độ nhạy cao nhất để mưa nhỏ nó cũng gạt. Quý anh chị muốn gạt xịt nước thì chúng ta bấm vào trong, bấm vào trong thì nước nó sẽ xịt lên cho gạt mưa phía trước. Còn quý anh chị muốn xài gạt mưa phía sau thì chúng ta xịt nước bằng cách là chúng ta đá vào trong thì nó sẽ xài gạt mưa phía sau. Đây, đó, xịt nước gạt mưa phía sau. Và quý anh chị muốn điều chỉnh cái gạt mưa phía sau gạt thôi không có xịt nước thì chúng ta sẽ bấm vào đây, bấm vào đây, đó, để chính giữa là sẽ tắt. Rồi, trong cụm màn hình thì quý anh chị lưu ý ở đây là đồng hồ xăng. Thì đồng hồ xăng này nó sẽ biến thiên theo vận tốc quãng đường và cái cách chạy của quý anh chị. Nếu quý anh chị đi trong phố cùng một lượng xăng này nó sẽ tính km thấp hơn. Còn nếu mà quý anh chị đi đường xa, đi đường cao tốc, đi đường trường thì cái cùng một lượng xăng này nó sẽ cho km dài hơn, bởi vì nó sẽ tính theo tiêu hao chân ga tại thời điểm đó. Đây là vị trí số RDM. Và xe của chúng ta khi mà quý anh chị đá cần số xuống thì nó sẽ là về chữ D. Chúng ta đá một lần nữa thì nó sẽ về chế độ số tay M. Và khi mà chúng ta lắc trái là giảm số, lắc phải là tăng số. Và xe của quý anh chị sẽ có tổng cộng 8 cấp số. Còn khi đang ở M mà quý anh chị muốn về D thì chúng ta lắc xuống một cái nữa thì nó sẽ về D lại. Còn quý anh chị đang muốn về N thì chúng ta sẽ lắc lên nhẹ, lắc lên nhẹ thì nó sẽ về N lại. Còn quý anh chị muốn lên N từ D, từ D đá xuống D, và chúng ta muốn lên hẳn R thì chúng ta đẩy mạnh lên thì nó sẽ lên R và nó sẽ kích hoạt camera 360 độ. Rồi chúng ta muốn về lại N thì chúng ta cứ lắc nhẹ, lắc nhẹ là về lại N, hoặc là chúng ta bấm hẳn chữ P là chỗ đậu, nó sẽ về P. Ở đây là báo hiệu cái phần pin của hệ thống hybrid. Nó sẽ được nạp bằng phanh và thả trớn. Thì khi mà quý anh chị thả trớn hoặc là phanh thì tự động nó sẽ có cái dấu nạp vào. Đây là dấu phanh tay điện tử. Đây là dấu màu đỏ. Cái ghế của Khanh chưa đeo dây đai an toàn. Nếu cửa nào mà hở thì nó sẽ báo đúng ngay vị trí cửa đó luôn cho quý anh chị. Đây là đồng hồ tốc độ. Rồi hiện tại là Khanh mới vừa bàn giao xong cái chiếc Volvo XC60 tại khu công nghiệp Long Khánh. Cảm ơn anh Nam đã ủng hộ Khanh, cảm ơn chị Liên, Nam đã ủng hộ Khanh chiếc xe XC60. Và cảm ơn tất cả quý anh chị. Video hướng dẫn sử dụng là một lời cảm ơn, tri ân của Khanh dành cho anh. Coi như là một kỷ niệm của Khanh gửi tặng cho mình, để mình có thể xem lại những tính năng trong quá trình Khanh chia sẻ hướng dẫn sử dụng, để anh có thể tự làm lại cũng giống như là tự thao tác khi mà Khanh đã về. Rồi cũng qua video này thì Khanh cũng muốn chia sẻ một thông điệp, đó là xe Volvo thì có rất là nhiều hệ thống an toàn. Và khi mà quý anh chị mua xe thì thời điểm tháng 9 là cũng là thời điểm chúng ta có thể đem một chiếc xe về với một cái chương trình ưu đãi cực kỳ nhiều. Nếu mà mua xe Volvo thì đừng quên số điện thoại của Khanh 0856 131313. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin liên quan. Mua ai cũng vậy, mua ủng hộ Khanh, ủng hộ những cái đứa con tinh thần để ra được những video mới. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại nhiều video sau.